căn hộ mặt tiền biển Pajami Hồ Tràm, chốn nghỉ dưỡng đúng chất không dành cho số đông, chuẩn riêng cho cộng đồng hữu hạn cùng đẳng cấp. Một ngôi nhà nghỉ dưỡng, thứ hai ven biển chỉ trong vòng 2 giờ lái xe như Pajami Hồ Tràm, vừa là nơi nghỉ ngơi cuối tuần, vừa khai thác cho thuê để tạo nguồn thu nhập thụ động bền vững đang dần trở nên phổ biến với giới nhà giàu phía Nam. Với gu sống và thưởng thức khác biệt, họ chọn mua những căn hộ trong những khu nghỉ dưỡng biệt lập, kiến trúc giản dị nhưng tinh tế, vừa đủ đơn giản bình yên nhưng cũng vừa đủ tiện nghi hiện đại dành riêng cho cộng đồng cùng đẳng cấp. Với số lượng căn hộ giới hạn, chủ nhân Pajami Hồ Tràm có nhiều cơ hội và đặc quyền hơn để tận hưởng các tiện ích nội khu, được thụ hưởng nhiều hơn những giá trị vô hình mà không phải chia sẻ với số đông. Tại Pajami Hồ Tràm, niềm vui đến từ những điều thật giản đơn, khi bạn có thể tận hưởng thiên nhiên thuần khiết và khoáng đạt, cùng gia đình tìm về những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị mà vô giá. Nổi bật trong những tiện ích nội khu của Pajami Hồ Tràm là hồ bơi tràn bờ hướng biển nên thơ, nhà hàng sang trọng được thiết kế bằng vật liệu gỗ tinh tế và ấm cúng, quầy bar ven biển để thưởng thức trọn vẹn khung cảnh lãng mạn từ căn hộ. Chủ nhân có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh bình yên và thơ mộng, nơi những ngôi biệt thự nép mình giữa vườn cây xanh, dòng suối nhỏ êm đềm chảy qua những khóm hoa và trước mặt là bãi biển mênh mông xanh biếc. Dù vào mùa cao điểm, dù các phòng có được lấp đầy nhưng sự riêng tư và yên tĩnh vẫn luôn được đảm bảo, khi tất cả chỉ gói gọn, trong một cộng đồng cùng đẳng cấp, cùng một gu nghỉ dưỡng và thụ hưởng cuộc sống. Điều này khó có được nếu sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, trong tổ hợp quy mô lớn với số lượng du khách đông đúc, đa dạng thành phần lưu trú. Vận hành vào quý 4 năm 2019, đáp ứng nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa đầu tư bền vững. Chính số lượng có hạn, cũng khiến nhiều khách hàng nhanh chóng quyết định sở hữu căn hộ mặt tiền biển Pajami Hồ Tràm, khi đây vừa là ngôi nhà nghỉ dưỡng bình yên vừa là kênh trú ẩn, an toàn cho nguồn tài chính. Trong tương lai gần, Hồ Tràm vẫn tâm điểm phát triển du lịch hàng đầu với nhu cầu nghỉ dưỡng hạng sang ngày càng gia tăng. Những điểm lưu trú biệt lập, riêng tư luôn là ưu tiên lựa chọn của giới thành đạt với công suất lấp đầy trên 70%, hứa hẹn mức lợi nhuận ổn định cho chủ nhân căn hộ. Chủ sở hữu căn hộ Pajami Hồ Tràm có thể hưởng lợi nhuận tăng trưởng bền vững với chương trình cam kết lợi nhuận 40% giá trị căn hộ và tặng 125 điểm nghỉ dưỡng trong 5 năm. Trong 5 năm tiếp theo, sẽ được chia sẻ lợi nhuận hàng năm theo tỷ lệ 70-30 giữa chủ sở hữu và đơn vị vận hành khai thác. Đại diện Violand, đơn vị phát triển dự án Pajami Hồ Tràm, cho biết hiện nay dự án đang được hoàn thiện giai đoạn cuối. Chỉ chưa đến 6 tháng nữa khách hàng đã có thể thụ hưởng những tiện ích nghỉ dưỡng và có lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê mà không phải chờ đợi lâu. Việc bàn giao căn hộ với đầy đủ nội thất cũng là lợi thế khi chủ sở hữu không cần tốn thêm thời gian và chi phí hoàn thiện. Đặc biệt, chủ nhân sẽ được nhận trước 16% giá trị căn hộ, tương ứng với lợi nhuận khai thác cho thuê trong 2 năm đầu ngay khi dự án đưa vào vận hành, vào quý 4 trên năm 2019. So với mức giá chỉ từ 2,2 tỷ đồng trên căn hộ, đó thực sự là điểm cộng hấp dẫn, là những ưu thế không dễ tìm của Pajami Hồ Tràm so với những dự án trong khu vực. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.